Mẹ, bà kêu mình đi hái mấy trái cà. Bà kêu mình vô cái chỗ gì mà âm u dữ vậy chàng? Cái chỗ gì mà bước vô nổi hết cả gai ốc luôn á nghe các bạn. Lạnh quá. Ê, chị đứng chắn trước cái quạt gió của em rồi kìa, hỏi sao không lạnh? À? Hả? Mày ở đâu ở đây vậy? Gì mà nãy giờ làm tao tưởng sợ muốn chết luôn hà. Gì? Cái gì nó? Nó gung ginh kìa trời. Đại đi, đại đi. Tụi con chi nó đi hái con mấy trái cà hả? Mà nó đi tới bây giờ không về mình phải tự đi hái luôn. Thiệt là mệt hết có biết. Tôi không có thách đấu với những người không có gõ nguồn gốc. Nhìn cái gì ghê. Muốn nguồn gốc ta cho người xem. Make in Việt Nam. Bây giờ bà muốn thấy sao? Bà có thấy trái cam trên đó không? À? Ai trả gớt trái cam thì người đó sẽ giành chiến thắng. Được thôi. Nào dám chọi cam tao vụng vậy? Mày hả bà già? Bà già bí ẩn báo quá báo. Sao ở đây không có gì trơn vậy ta? Nhìn cái bà này sao khả nghi quá. Mình phải báo công an thôi. Alo, chú công an ơi, ở đây có một người khất khả nghi, xin hãy đến giúp đỡ. Ok, tôi đến ngay. Go. Bà à, hả nghi đâu? Bà ở đằng kia kìa. À? Rồi rồi, tới công chuyện. Đúng bà này rồi nè. Công an hả? Chạy. Tâm hồn, hãy phóng chuyện bây giờ. Chạy thôi. Tôi chịu thua rồi, tôi đầu hàng. Các bạn ơi, chúng ta nhất định không được lấy đồ của người khác nha các bạn. Lấy đồ của người khác là sai.